Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn. Chương 31. Khi tôi đi đến đó thì thấy tất cả đều yên tĩnh như ngày chủ nhật. Trời nắng gay gắt và mọi người đã ra đồng làm việc. Chỉ có tiếng vo ve của đàn ruồi lại càng làm cho không khí thêm buồn bã. Tôi có cảm giác như mọi người đều như đang chết cả. Một làn gió thổi qua làm rung rinh những đám lá, cảnh vật càng thêm buồn thảm. Nói chung nhìn cảnh này, người ta chỉ muốn chết để quên đi tất cả. Trại của ông Fels là một đồn điền nhỏ trồng bông gòn, có một hàng rào sắt chạy quanh. Một cái cổng làm bằng những mảnh gỗ cưa, trong sân có mấy đám cỏ, trơ trụi, sơ xác. Một căn nhà gỗ hai gian cho người da trắng ở, gỗ xẻ nhỏ, chắp với nhau bằng vữa đã nhiều lần được quét vôi. Một căn bếp có cái mái rộng bắc cầu lên nhà trên, một cái nhà để củi ở sau bếp, ba căn buồng cho người da đen ở ngay bên cạnh. Cạnh hàng rào, phía sau có một cái lều nhỏ để đổ cho than. Trên cửa bếp, lồng chồng mấy thùng đựng nước, vài con chó nằm sưởi nắng. Trong góc vườn có vài ba bóng cây lèo tèo. Ngoài hàng rào lại có một mảnh vườn nữa với một dàn dưa. Sau đó là cánh đồng bông, sau cánh đồng bông là khu rừng. Tôi đi quanh trang trại một vòng rồi trèo lên cái mái nhà để cho bước vào phía bếp. Đi được vài bước, tôi nghe thấy tiếng xè xè của bánh xe vang lên một hồi, rồi dần dần lặng đi. Lúc đó tôi muốn chết quá, vì tiếng ấy nghe sao mà thảm thương đến vậy. Tôi vẫn đi thẳng vào trong trại, trong đầu chưa nghĩ được mình sẽ làm điều gì, mà chỉ phó mặc cho Thượng Đế. Đi được nửa chừng, một con chó, rồi một con khác nhảy sổ đến. Tất nhiên là tôi đứng im, nhìn nó. Đến gần nửa phút, tôi như bị quay đứng giữa một cái vòng bánh xe để đối phó với lũ chó. Đến 15 con vây xung quanh, giơ thẳng mõm vào tôi, sủa rít lên. Vài con khác chui qua hàng rào và từ các góc vườn kéo đến vây kín lấy tôi. Một người đàn bà da đen ở trong bếp chạy ra, trong tay cầm lấy cái chày lăn bột, đuổi chó. Chị ta quật cho mỗi con một nhát, chúng kêu ăng ẳng chạy đi. Thế mà chỉ một vài giây sau, chúng đã quay ngay lại, quẫy đuôi chung quanh tôi ra vẻ thân thiện lắm. Theo sau, người đàn bà da đen là một đứa con gái và hai thằng con trai da đen, chỉ mặc một cái áo vải dày, đến bíu lấy áo mẹ và nấp sau lưng mẹ mà nhìn tôi sợ sệt, như mọi đứa trẻ da đen khác vẫn thường tỏ ra như thế. Rồi một người đàn bà da trắng từ trong nhà bước ra, chừng 45-50 tuổi, đầu trần, trên tay đang cầm que đan, theo sau là mấy đứa trẻ da trắng, cũng nấp sau váy mẹ mà nhìn tôi. Bà ta cười với một vẻ rất mừng rỡ và nói, "Cháu đấy ư?" Tôi chưa kịp nghĩ gì thì đã trả lời ngay. Thưa bà, vâng ạ. Bà ta ôm chặt lấy tôi, nước mắt tuôn ra ròng ròng. Ôm và khóc còn chưa đủ, bà ta còn nói liên mồm. Cháu không giống mẹ cháu lắm như dì tưởng. Nhưng lạy Chúa, dì nhìn thấy cháu là mừng lắm rồi. Dì chỉ muốn cắn ngay cháu một cái. Các con ơi, anh họ Chôm của các con đây này. Chào anh con đi. Nhưng chúng vẫn đứng đút ngón tay vào miệng và nấp sau mẹ. Bà ta nói tiếp. Lisa, mang đồ ăn nóng lên cho cậu đi này. Hay là cháu đã ăn sáng trên tàu rồi? Tôi nói đã ăn ở trên tàu. Bà ta dắt tôi vào trong nhà. Lũ trẻ chạy theo sau. Vào nhà rồi, bà đặt tôi ngồi xuống một chiếc ghế tựa. Rồi bà ấy lại ngồi xuống một chiếc ghế đầu con, cầm lấy hai tay tôi hỏi. Nào, để dì nhìn kỹ mặt cháu của dì một chút. Thật bỏ bao nhiêu năm dì mong chờ cháu. Sao cháu đến muộn thế? Hay là tàu bị mắc cạn? Thưa bà, vâng, tàu bị... Cháu đừng gọi là bà mà gọi là dì Sally. Thế tàu mắc cạn ở đâu? Tôi không biết nói ngay thế nào vì tôi không biết tàu ở trên xuống hay ở dưới lên. Nhưng tôi đoán đó là tàu ở dưới Auckland lên. Nhưng như thế vẫn chưa yên tâm vì tôi không biết tên những bến ở dưới đó. Tôi nghĩ rằng cần phải bịa ra một cái tên hay là giả quên mất chỗ bị mắc cạn hay là... Tôi bỗng nảy ra một ý, tôi nói. Không phải là tàu bị mắc cạn ạ, mà là bị nổ nồi hơi. Lạy Chúa, có ai việc gì không? Không ạ, chỉ có một tên da đen bị chết thôi. May quá, mấy lần trước vẫn có người bị thương đấy. Cách đây 2 năm, chú Sila của cháu đi từ dưới New Auckland lên, tàu Larry Rock cũng bị nổ nồi hơi và làm cho một người bị thương. Hình như về sau người đó chết thì phải. Chú Sila có quen một nhà ở Baton Rouge, biết anh ta lắm. À, dì nhớ ra rồi, anh ta đã chết. Chú Sila đến đấy lần nào cũng nhắc đến cháu. Chú về đi cách đây không quá 1 giờ, lát nữa sẽ về. Chắc cháu gặp chú ở trên đường rồi phải không? Ông ấy già nên hơi lú lẫn. Không, cháu không gặp ai cả, dì Sally ạ. Tàu cập bến từ sáng sớm, cháu còn để hành lý ở trên bến và đi dạo quanh thị trấn để khỏi về đây sớm quá. Cháu gửi hành lý cho ai?
cháu không gửi ai cả. Nhỡ người ta lấy cắp thì sao? Không, cháu giấu vào một chỗ kín lắm, không ai lấy được. Cháu đến sớm như vậy thì làm sao mà ăn sáng được? Tôi lo lắng không biết nói thế nào, nhưng rồi tôi cũng đáp. Ông thuyền trưởng thấy cháu đứng gần đó đã dẫn cháu vào phòng ăn của thủy thủ và cho ăn nhiều thứ lắm. Tôi cảm thấy bồn chồn nên không nghe thấy rõ nữa. Tôi chỉ muốn kéo lũ trẻ kia đi ngay để hỏi dò xem tôi là ai. Nhưng bà Fells cứ bám lấy tôi, hỏi tôi hết chuyện này sang chuyện khác. Lần sau, bà hỏi tôi một câu làm tôi giật bắn cả người. Thôi, bây giờ cháu cho dì biết về mẹ cháu và mọi người trong gia đình nhé. Cháu nghĩ gì và nhớ được những gì thì cứ nói lại hết với dì đi nào. Tôi cứng họng, thượng đế đã bỏ tôi rồi. Thôi thì đành phải liều vậy. Tôi đã mở miệng định nói, nhưng bỗng bà ấy kéo tôi đẩy ra đằng sau giường và nói, chú về đây này, cúi đầu xuống, thấp nữa vào, để chú mày không nhìn thấy. Dì trêu chú cho vui. Các con đừng có nói gì nghe không? Bây giờ tôi đang ở trong tình thế khó xử, nhưng lo cũng chẳng có ích gì. Chỉ có việc đứng im và sẵn sàng chờ chết thôi. Ông già bước vào trong nhà. Bị thành giường che khuất nên tôi không nhìn thấy gì. Bà Fells chạy ùa ra hỏi, nó đến chưa? Chưa, ông chồng đáp. Hay nó lại gặp chuyện gì không hay rồi? Ông kia trả lời, không biết được, tôi cũng thấy lo lắm. Lo à? Tôi còn điên người lên đây này. Lẽ ra nó phải tới rồi chứ. Hay giữa đường ông không nhìn thấy nó? Sally, làm sao tôi gặp mà lại không nhận ra nó được? Thế nào chị ấy cũng trách mình. Đáng lẽ nó phải về tới đây rồi. Có lẽ ông không trông thấy nó đấy thôi. Nó... Thôi bà đừng nói gì nữa. Tôi cũng đang rối cả ruột lên đây này. Nhưng chẳng có lý do gì mà nó lại tới rồi. Không thể nào nó tới rồi mà tôi lại không gặp. Kinh khủng quá. Chắc là lại có chuyện gì xảy ra trên tàu rồi. Kìa, Sila, ông nhìn trên đường kia kìa, có phải ai đến đó không? Ông ta nhô người ra phía cửa sổ ngay phía trên đầu giường. Ngay lúc đó bà ấy cúi nhanh xuống chân giường kéo tôi ra. Tôi bước ra, và lúc ông kia quay lại thấy bà vợ đứng đó tươi cười, mặt đỏ lên như một cái bếp lửa. Còn tôi thì đứng bên cạnh rụt rè, e sợ. Ông ta nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi, ai vậy? Ông không biết đấy ư? Không, tôi chịu thôi. Tom Sawyer đấy. Suýt nữa thì tôi ngất xỉu, ngã vật xuống đất. Nhưng ông kia đã nắm lấy tay tôi, lay lay mãi. Còn bà vợ thì nhảy vòng quanh, vừa cười vừa nói. Hai vợ chồng hỏi tôi bao nhiêu câu về Sid, về Mary, với tất cả bà con trong họ hàng. Nhưng họ vui một thì tôi vui mười. Tôi thấy như mình lại mới sinh ra. Tôi vui mừng vì được biết tôi là ai. Hai tiếng đồng hồ vừa qua, tôi đã sợ hú hồn. Tôi còn nói thêm cho họ biết nhiều điều nữa về gia đình tôi, nghĩa là nói về gia đình nhà thằng Tom Sawyer ấy. Rồi tôi kể lại chuyện tàu bị nổ nồi hơi ở sông Trắng, phải ở lại đó 3 ngày. Đến lúc này thì tôi đã thấy khá yên tâm, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng lo. Đóng vai Tom Sawyer thì dễ dàng lắm, nhưng tôi lại thót tim khi nghe thấy tiếng tàu chạy xình xịch ngoài sông, vì nhỡ thằng Tom nó đi chuyến tàu ấy đến thì sao? Không thể để như vậy được, tôi phải ra ngoài đường mà đón nó trước. Nghĩ vậy, tôi bảo mọi người rằng tôi muốn đi lấy hành lý về. Ông chồng cũng muốn đi với tôi, nhưng tôi từ chối vì tôi cũng tự đánh xe ngựa đi được và không muốn làm phiền đến ông ấy. Chương 32. Tôi đánh xe ngựa lên thị trấn. Đi được nửa đường, tôi gặp một chiếc xe khác đi tới. Đúng là thằng Tom Sawyer rồi. Tôi dừng xe lại chờ cho nó đi tới. Tôi nói to, dừng xe lại. Tom há hốc miệng, lặng người đi, rồi cố nuốt nước bọt chừng vài lần và nói, tao có làm gì hại mày đâu, sao mày còn hiện về đây dọa tao? Tôi nói, tao có chết đâu mà hiện về. Nghe tiếng nói của tôi, nó có vẻ đỡ sợ hơn, nhưng vẫn run, nó nói, mày không đùa tao đây chứ? Mày không phải là ma chứ? Tao không phải là ma đâu. Nhưng tao vẫn chưa hiểu. Thế không phải là mày bị giết rồi ư? Không, tao chưa bị giết bao giờ cả. Mày lại gần đây và nếu không tin cứ sờ vào tao mà xem. Nó đến gần sờ tôi, thấy đúng thật. Nó mừng rỡ quá nhưng nó chưa biết làm thế nào. Và nó muốn biết ngay tất cả mọi chuyện. Nhưng tôi bảo lát nữa sẽ nói. Và bây giờ hãy bảo người đánh xe đợi đấy đã. Rồi tôi kéo nó ra một chỗ. Tôi nói cho nó nghe câu chuyện khó xử của tôi và hỏi nó xem phải xử lý thế nào. Suy nghĩ một phút, nó nói, được rồi, tao đã có cách. Lấy cái hòm của tao để sang xe mày
và cứ coi như là của mày, rồi mày quay xe lại đi chậm chậm, tính thế nào vừa đủ thì giờ về đến nhà. Còn tao quay lên tỉnh một lúc rồi lại bắt đầu đi trở lại, đến đó sau mày khoảng 15 phút hay nửa giờ, và lúc đầu mày phải làm như là không biết tao là ai mới được. Tôi nói, khoan đã, còn một chuyện thế này nữa, tức là có một tên da đen ở đây, tao đang cố cứu cho nó không bị làm nô lệ nữa. Tên hắn là Jim, thằng Jim của cô Watson ấy mà. Nó ngạc nhiên, sao, thằng Jim ấy à? Nó... Tôi nói ngay, tao biết là mày định nói gì. Mày sẽ bảo đây là một việc xấu xa, hèn hạ, nhưng nếu như thế thì sao? Tao biết như thế là không hay gì, nhưng tao sẽ đi đánh cắp nó. Mày phải giữ kín đừng cho ai biết, nghe không? Mắt nó sáng lên, tao sẽ giúp mày đi cướp nó về. Đó là câu nói ngạc nhiên nhất mà tôi chưa từng nghe, và tôi sẵn sàng có thể nói rằng là thằng Tom đáng cho tôi kính phục rất nhiều. Nhưng có điều là tôi chưa thể tin nó được. Tom Sawyer mà lại là một thằng đi ăn cướp người da đen ư? Tôi bảo, thôi đi, mày đừng đùa như vậy nữa. Tao nói nghiêm chỉnh đấy. Tôi nói, thôi được, đùa hay không đùa cũng được. Nếu mày nghe nói về một tên da đen chạy trốn, thì mày phải nhớ rằng mày không biết gì về nó cả, và tao cũng không biết gì về hắn. Nó đi lấy cái hòm bỏ vào xe tôi, rồi nó đi thẳng đằng nó, tôi đi đằng tôi. Nhưng thế nào mà tôi lại quên khuấy phải cho xe đi chậm, vì trong lòng mừng rỡ quá và đang nghĩ đến rất nhiều thứ. Thành ra tôi về đến nhà quá nhanh. Ông Fells đang đứng trước cửa chờ tôi, thấy tôi đã về nói, chà, không thể ngờ rằng cái con ngựa này lại chạy nhanh như thế. Thế mà nó không ra một chút mồ hôi nào, không ướt một cái lông đây này. Thật tuyệt, bây giờ ai mà trả nó đến 100 đô la, mình cũng không bán nó nữa. Thế mà trước kia, mình định bán nó có 15 đồng, tưởng nó cũng chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi. Ông ta chỉ nói có thế, tôi chưa thấy ông già nào lại tốt bụng và hiền lành như vậy. Ông vốn là một chủ điền và kiêm luôn chức mục sư nữa. Ông ta tự mình bỏ tiền ra xây một cái nhà thờ ở cuối đồn điền và ông ta đi giảng đạo ở đó không lấy tiền. Ở phương Nam có rất nhiều người vừa là chủ điền vừa là mục sư như vậy. Khoảng nửa giờ sau, xe của thằng Tom đến trước cửa. Dì Sally cũng nhìn thấy qua cửa sổ, dì nói, có ai đến thế nhỉ? Có lẽ là một người lạ, Jimmy ạ, còn chạy ra bảo Lisa dọn thêm một đĩa ăn nữa nhé. Mọi người kéo ra cửa trước, vì ở đây có rất ít người lạ đến thăm. Thằng Tom đã bước đến cửa hàng rào và đang đi vào nhà. Chiếc xe ngựa tiếp tục đi vào làng và chúng tôi đều đã đứng cả ở ngoài cửa. Thằng Tom mặc quần áo may sẵn, dáng điệu đàng hoàng. Nó không phải là một đứa rụt rè như một con cừu. Lúc nó bước đến gần chúng tôi, nó bỏ mũ ra một cách duyên dáng, lịch sự, y như là nó cầm một cái nắp hộp có những con bướm đang đậu và ngủ trong đó, mà nó không muốn khẽ động tới. Nó hỏi, xin hỏi đây có phải là nhà Archibald Nihol không ạ? Ông Fells trả lời, không phải rồi, rất tiếc người đánh xe đã lừa cậu. Nhà ông Nihol cách đây 3 dặm nữa cơ, vào đây đã. Tom quay lại nhìn và nói, muộn mất rồi, xe đã đi quá xa rồi. Cậu cứ vào đây mà ăn tối với chúng tôi đã, rồi chúng tôi sẽ cho xe đưa cậu đến nhà ông Nicole. Ồ, cháu không dám làm phiền ông bà thế đâu, cháu đi bộ một lát là đến nơi ngay. Nhưng chúng tôi không để cậu đi bộ được, người phương Nam rất hiếu khách, hãy cứ vào đây đã. Dì Sally nói, xin mời vào, chúng tôi không thấy phiền đâu, cậu phải nán lại ở đây một chút đã. Đường đến đó xa những hơn 3 dặm mà bụi lắm, chúng tôi không thể để cậu đi bộ được. Và lại chúng tôi đã cho người dọn thêm bát đĩa rồi, cháu cứ tự nhiên nhé. Thế là Tom cảm ơn một cách rất nhiệt tình và rất khéo, làm ra vẻ miễn cưỡng bước vào nhà. Rồi nó nói rằng nó là người vùng Ohio mới đến và nó tên là William Thompson. Nó thao thao bất tuyệt về mọi chuyện nó bịa ra ở Ohio. Tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu và lo lắng không biết nó định làm thế nào để giúp tôi thoát khỏi cái tình trạng đang khó khăn này. Sau cùng, đang nói chuyện, bỗng nó đứng lên và hôn ngay vào miệng dì Sally, sau đó lại trở lại ngồi đàng hoàng trong ghế của nó và lại tiếp tục nói chuyện. Dì Sally giật thót người, lấy mu bàn tay lau miệng và nói, thằng bé này láo quá. Nó có vẻ như bị xúc phạm, nói, thưa bà, sao lại thế ạ? Mày tưởng tao là ai? Mày hôn tao nghĩa là thế nào? Nó lại làm ra vẻ rất lễ độ đáp, thưa bà, không có nghĩa là thế nào cả, cháu tưởng bà thích thế. Mày điên sao? Dì Sally vớ lấy cái chảy lăn bột định đập cho nó một nhát, nhưng bà ấy cũng kìm lại được. Sao mày nghĩ rằng tao lại thích thế?
Cháu không biết nữa, họ bảo rằng bà thích như thế. Đứa nào bảo mày thế là những đứa điên rồ. Tao chưa nghe thấy ai lại nói lạ thế, họ là ai? Tất cả mọi người đều nói như thế, thưa bà. Đến lúc này thì dì Sally không chịu được nữa, mắt bà chớp chớp, mấy ngón tay cựa quậy như muốn cào nó, và hỏi: tất cả mọi người là ai? Họ tên là gì? Nói mau, không thì đừng có trách. Thằng Tôm đứng dậy, làm ra vẻ thất vọng, nhặt mũ lên rồi nói: cháu xin lỗi, cháu không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Họ đều bảo cháu phải hôn bà vì bà rất thích như vậy. Từ giờ cháu hứa sẽ không làm như vậy nữa, trừ khi bà yêu cầu mà thôi. Tao yêu cầu? Từ bé đến giờ tao chưa bao giờ thấy chuyện lạ như thế này, nhất là hạng người như mày. Nó nhìn xung quanh, có vẻ như muốn tìm một ánh mắt thân mật, rồi nhìn đến ông Phelps và hỏi: ông có nghĩ rằng bà ấy muốn cho cháu hôn bà ấy không, thưa ông? Không, tôi không nghĩ thế đâu. Rồi nó lại nhìn tôi cũng một kiểu như vậy và hỏi: Tom, mày có nghĩ rằng dì Sally sẽ giang hai tay ra và gọi Sid Swire không? Lạy Chúa! Dì Sally kêu lên một tiếng và nhảy đến chỗ nó. Cái thằng ranh này, mày đánh lừa gì thế hả? Dì nó vừa sắp ôm lấy nó thì nó lại gạt ra nói: không được, phải chờ dì yêu cầu đã. Thế là bà ấy yêu cầu nó ngay và ôm chặt lấy nó hôn liền mấy cái, rồi đẩy nó sang phía ông chồng. Ông chồng cũng hôn nó một chập nữa. Lát sau yên lặng cả rồi, dì ấy nói: chưa bao giờ dì thấy bất ngờ như thế này. Dì chú tưởng chỉ có Thôm đến thôi, trong thư chỉ nói rằng thằng Thôm sẽ đến. Nó nói: đó là vì dì chỉ muốn có thằng Thôm đến thôi, còn ngoài ra không muốn ai đến nữa. Nhưng cháu cứ xin mãi, cuối cùng mẹ cháu mới cho cháu đi nữa. Xuống tàu rồi, Thôm với cháu bàn nhau rằng phải làm cho dì ngạc nhiên, để cho nó đến trước, rồi cháu giả vờ như đi tạt vào, làm như một người lạ. Suýt nữa thì cháu bị gãy răng đấy nhá. Từ lâu lắm, dì không bị sốc quá như vậy. Ồ, nghĩ đến lúc bị cháu hôn một cái như thế, dì ngạc nhiên đến chết khiếp. Chúng tôi ăn bữa trưa ở ngoài hành lang rộng nối liền giữa nhà trên với nhà bếp. Trên bàn bày biện đủ thứ, đến 7 gia đình ăn mấy hết, món nào cũng nóng sốt cả. Chú Sila quan tâm đến món ăn lắm và không bao giờ để cho nguội cả. Suốt cả buổi chiều hôm đó, cả nhà nói bao nhiêu thứ chuyện nên thằng Thôm và tôi cứ phải luôn luôn đề phòng. Nhưng chẳng ai nói gì đến tên da đen chạy trốn cả, mà chúng tôi cũng sợ không nhắc đến. Đến bữa tối, một đứa bé hỏi: bố cho anh Tôm, anh Sít và con đi xem hát được không? Không, ông bố trả lời. Có lẽ không diễn đâu, mà có thì các cháu cũng không đi được. Vì tên da đen chạy trốn nói với ông Button nói nó sẽ báo cho mọi người biết. Lần này có lẽ họ sẽ tống cổ mấy cái thằng ăn hại ấy ra khỏi đây. Tôi không biết làm thế nào được. Tôm và tôi cùng ngủ chung một buồng trên gác và chung một giường. Lấy cớ vì mệt quá, ăn xong chúng tôi xin đi ngủ ngay. Rồi chúng tôi trèo qua cửa sổ, ôm cột đèn tụt xuống đất và đi vào thị trấn. Vì tôi không tin rằng những người ở đây đã ai có mách cho nhà vua và quận công biết, cho nên nếu tôi không đi báo cho họ biết thì họ sẽ bị nguy hiểm. Trên đường đi, Tom kể lại cho tôi nghe tất cả mọi chuyện về việc mọi người tưởng tôi bị giết như thế nào, rồi bố tôi cũng biến mất không trở về nữa, rồi khi Jim trốn đi thì ở đó xôn xao thế nào. Còn tôi thì kể cho nó nghe về hai tên khốn kiếp diễn vở kịch Hoàng gia cổ kim có một, kể chuyện du lịch trên chiếc bè gỗ từ đó đến nay. Khoảng 8 giờ rưỡi, chúng tôi đã vào đến giữa thị trấn. Bỗng thấy một đám người đốt đuốc đang kéo đi, gõ song chảo beng beng và thổi tù va. Chúng tôi vội nhảy tránh sang bên đường cho họ đi. Lúc họ đi qua, chúng tôi thấy họ dắt nhà vua với quận công đi, hai người bị kẹp vào một thanh sắt. Khắp người họ đã bị bôi hắc ín và dính cả lông lá vào, không còn ra dạng người nữa. Tôi thấy cảnh đó cũng động lòng và lấy làm tiếc cho hai tên khốn kiếp đáng thương ấy. Sao con người đối với con người lại có thể độc ác một cách ghê tởm như thế nhỉ? Chúng tôi biết bây giờ đã quá muộn, chẳng làm thế nào được nữa. Khi hỏi một vài người, họ nói rằng mọi người ai cũng đến xem kịch, làm ra vẻ không biết gì, chờ cho đến khi nhà vua đang múa may trên sân khấu, rồi có một người ra hiệu, thế là tất cả rạp ùa lên bắt đi. Chúng tôi trở về nhà và không còn hăm hở như lúc đi nữa. Tôi thấy mình có một phần đáng trách, mặc dù tôi chẳng liên quan gì đến vụ này, dù mình làm điều phải hay điều trái. Nếu con người không nhận thức ra được thì nó vẫn cấu xé mình như thường. Thằng Tom Sawyer cũng nói như thế.